tin Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, trong kinh lạy cha không có từ tôi. Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 13 tháng 2 vừa qua, tại Đại Thánh Đường Paulo thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục bài giáo lý về học cầu nguyện. Ngài khẳng định, trong kinh lạy cha không có từ tôi, và kêu gọi mọi người hãy quảng đại và mở rộng lời cầu nguyện cho hết mọi người. Đức Thánh Cha nói, trong kinh lạy cha thiếu từ tôi, không bao giờ có từ tôi. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện trên môi từ cha, bởi vì lời cầu nguyện khi tô giáo là đối thoại. Nguyện dân cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha được thể hiện. Không phải dân tôi, nước của tôi, ý muốn của tôi, và sau đó là từ chúng con. Toàn bộ phần thứ hai của kinh lạy cha được xưng ở ngôi thứ nhất số nhiều. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ ngay cả những lời cầu xin căn bản nhất của con người như có thức ăn để làm dịu cơn đói đều là số nhiều trong lời cầu nguyện ki tô giáo không ai xin cơm bắn cho chính mình xin cho con lương thực hôm nay nhưng xin cho chúng con cầu xin cho tất cả chúng ta cầu xin cho tất cả người nghèo trên thế giới Chúng ta cầu xin với ngôi thứ hai là Cha và với ngôi thứ nhất số nhiều là chúng con, bởi vì không có chỗ cho chủ nghĩa cá nhân trong khi đối thoại với Thiên Chúa, không có sự phô trương của những vấn đề của chính mình như thể chúng ta là những người duy nhất trên thế giới phải chịu đựng. Không có lời cầu nguyện hướng về Thiên Chúa mà không phải là lời cầu nguyện của một cộng đoàn anh chị em. Chúng ta ở trong cộng đoàn, chúng ta là anh chị em Chúng ta là một dân cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện, người tín hữu mang đến với Chúa tất cả những khó khăn của những người sống bên cạnh mình và đặt trước mặt Chúa nhiều khuôn mặt của bạn bè và thậm chí của thù địch. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại quy tắc tin mừng, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. <laughs>